Alo cả nhà. Cả nhà coi bầu trời, thành phố của Boston đẹp quá ha. Đó, sông biển. Rồi. Sông nước hữu tình ha. Em về sáng hôm nay em đi ăn sáng xong giờ em về. Đó, em tọa lạc ngay chỗ đó đằng trước đó đó. Tên đó là tên gì vậy em? Encore hả? Sông Casino Encore. Là cái view bên đây là mắc hơn Bởi vậy trời trong xanh luôn. Sáng đi ra ngoài ăn một bụng, ăn xong thử ngoài ăn chạy về tới khách sạn ngủ là chiều cũng vừa đói tiếp. Chiều nay 6 giờ em phải đi tiếp nữa rồi. Vô cửa nào đậu cho đúng cửa mình vô luôn nha Sơn. Để hồi tối mình đi vòng vòng quá. Trời trong xanh. Quản lý Long ca ca chuẩn bị đưa em vô. Thầy hôm nay là cuối tuần thứ bảy cho nên là ba bên bốn phía đều đùa vô casino hết, ai cũng muốn lấy tiền của casino đem về hết, nhưng mà quan trọng là không biết hên hay là xui thôi, bởi vì khi mình đánh bài rồi còn cái xúc sức của cái hên và xui nữa, ngày nào hên đó thì ăn, còn nào ngày nào xui đó thì trái túi vậy thôi à. Đánh bài thì bởi vì khi mà nó bởi người ta gọi là đỏ đen, đúng không? Ngày nào đỏ thì ta nói đánh về rồi xong rồi ta nói cười te tét. Còn ngày nào mà đen về, ta như vừa về tới nhà hỏi cái mặt chầm chầm. Bữa nay đỏ hay đen mà sao cười tươi quá vậy? Em thấy ngày nào cũng đỏ, gặp anh trai là đỏ đó. Lọc quá xá lọc rồi. Cô Kim tối nay cô Kim phù hộ con, cô Kim ơi. Kim kéo không ra đâu con ơi. Kim San Jose ơi. Gió kiếp hoa tàn phai, gió cũng đàn phút giây phím lạc chung về chạy vô hầm xe. Mọi người dõi mắt theo em nhé, em đi tới đâu mọi người đi tới đó nha. I love you mọi người. Sang chảnh luôn. À hả?
thuốc. Thôi các bạn thấy không? Lạnh không cưng? Tất cả đều là hoa tươi. Mới đi Hàn Quốc về phải không? Hoa tươi hết nha các bạn nha. Cái này bằng hoa luôn, cái gì đây? Vậy kết bằng hoa tươi hết á hả? Wow, trời ơi. Wow. Ờ đúng rồi, giả. Chứ không phải là hoa tươi. Ok. Đây nè, mấy cái này mới là hoa tươi nè. Em thấy những cây này là cây gì không, mới không? Cái phát tài, phong thủy trong đó nè, phong thủy không nè, đó nè, đó phong thủy không đó hả? Bẻ nhánh vậy đi luôn, bẻ nhánh bỏ túi đi. Cái bình trên sảnh đó là cái sảnh gì vậy? Trên đó là cho khách biết à? Vậy hả? Thôi mình đi lên. Ok, đi lên. Đây là mình ở trên lầu cao. Mình nhìn xuống, nhìn ra phố. Rất là đẹp ha quý vị ha. Trời này là mới có 5 giờ chiều ha cả nhà nè ơi, 5 giờ chiều rồi hả? Xong. Khi đã yêu một ai thật lòng thì cũng chỉ níu kéo vậy thôi. Em nghe người ta hát mang máng, em hát theo vậy đó, không biết có đúng hay không nữa. Thấy không? Đẹp quá Long ơi. Long ở đây Long. Hoàng Long Nguyễn. Long ca ca ơi. Dạ. Ở đây coi. Em đổi cái quần này nè. Vậy hả? Quần nó hơi ngắn chút mà cái màu nó hơi lợt. Ờ hả? Hai anh em mình chơi đen hết. Đó, đây là Long Long rồng, còn đây là Long ca ca. Long nhỏ, Long nhỏ. Ờ hả? Hai Long. Đúng là lông nhỏ lông lớn. Thiệt là nhỏ là thiệt. Ok đi chưa? Đi, giờ chuẩn bị mình xuống dưới mình đi nha. Ok. Giờ đi kiếm tiền, hai anh em đi kiếm tiền nha. Lụm lúa. Dạo. Cô Kim ơi, cô Kim ơi, về đây cô Kim ơi. Cái xô này em khỏi cần sợ giấy kim. Dạ. Bởi vì mình đã lấy rồi, còn gì nữa mình phải khấn nguyện hả không? Ngày mai cô Kim phù hộ ngày mai, ngày mai thứ hai xô là. Dạ. Chủ nhật nó nhỏ nhỏ, đừng nói nhiều người ta ranh tị. Ngày mai hai anh em á 12 giờ trưa là phải chạy, 5 giờ chiều là phải chạy. Yeah. Trời ơi, vậy thôi còn đòi gì nữa. Mùa dịch này ta ở nhà mà mình có show mình hát gì là ngon anh trai. Cái đó là có tu, nhờ có phước. Hè khi mà đeo hộp sầu vậy nè. Ồ, đừng có đại xích vô coi. Yeah. Quá trời quá đất luôn. Đâu. Trời ơi đó. Nói vậy chứ nó làm nhà, nó sửa nhà, nó buôn bán. Yeah. Nhưng mà nó trải qua nó bóc show cho em hát, nó thương em thôi. Yeah. Okay. Đi hát là gì đam mê thôi. Rồi bây giờ hai anh em đi làm việc nha. Chào cả nhà nha, ủng hộ Long nha. Đúng rồi.
tươi rồi. Anh đậu cái chỗ cũ nha, chỗ X nha, cái chỗ hôm qua mình lấy xe nha. Đây, thang máy này. Vô, thang máy. Hay là anh đi ra cửa luôn. Ok, anh đi ra cửa chính luôn nha. Ờ, đi cửa chính, đi cửa mà bà đã lên á. Đúng rồi. Kế bên khách sạn. Khi đã yêu một ai thật lòng. Cái gì nữa? Đâu quên là quên phải không? Hả? Đâu nói quên là quên phải không? Đâu nói quên là quên phải không? Mình tới casino chứ vậy? Có chưa nữa hả? Nãy chưa giờ, có đặt thẻ gì bấm. Nãy giờ mình lên 16. Dạ. Trời má, nãy giờ bấm chạy lên 16, không bấm rồi nó chạy lên tuốt cái lầu như lầu 26 thấy bà luôn. Ủa em chưa tới mà đi xuống gì vậy? Xuống ra ngoài chợ hút thuốc, đứng hóng gió luôn em. Đẹp quá ha, vô thang máy mà cũng đẹp nữa quý vị. Coi như là đẹp mọi góc độ. Rồi xuống tới rồi. À, hôm qua tới giờ mặc dù em đã tới casino nhưng mà em chưa có gọi là đỏ đen. À, kiếp đỏ đen em chưa có. Đúng không? Tối nay á thì mình thử dựng thời mai hên thử coi có được hay không nha cả nhà ha. Bởi khi mình đến đây thì mình phải enjoy, mình thử dựng thời mai coi được hay không. Khung cảnh chỗ này quý vị thấy đẹp không? Tất cả chỉ là hoa tươi, đúng không? Chờ cái em ơi, vô đây hai anh em mình quay phim cái đã, cảnh này đẹp quá mà. Hai anh em mình đứng đây làm model một cái coi. Trời ơi, vô đây lông, vô đây cơ. Anh em mình thương lắm thằng em này quý vị ơi. Bởi vì tại sao biết không, lúc nào có show cũng nghĩ đến thằng anh này hết trơn á. Đúng rồi, phải đặt show cho anh trai chứ. Đó, lần qua ít nhất cũng em tệ lắm cũng 3 show. Lần nào cũng quết cho em 3 show mà chỉ có 2 ngày thôi. Trời thương là nhất là như vậy đó. Này đẹp quý vị thấy đẹp, rất là kết mừng qua hết. Cây này là cây này, ai muốn đánh bài ăn thì ngắt miếng bỏ vô túi. Được hả? Ừ, ngắt lén đây coi chừng nó bắt. Dạ. Hiểu không? Em chỉ nói như vậy với bà nội em cũng không biết nữa. Thua thì cũng thua bạc mạng, hiểu không? Quay đi, anh đi ra ngoài trước em. Hay vậy hả? Lại quay đi, anh chở ngoài. Không hả? Em phải đứng đây em quay, em diễn giải cho quý vị coi cảnh. Ta gọi mấy cây này cây gì vậy quý vị? Cây này cây gì? Có phải là cây ngải không? Ở vậy hả? À, cho anh đi coi chừng rớt điện thoại nha. Quý vị muốn đi vô trong đây phải đi theo cái dòng cung. Ồ, trước cửa, ngay casino trước cửa có một cái bờ hồ đẹp quá quý vị ơi. Có một cái bờ hồ tuyệt vời là thiệt chiêu luôn. Trời ơi, anh nói kiến lộng luôn kìa. Cái giá này ghê chưa. Ủa, đẹp quá hả? Ừ. Thì anh trai có kìa, mới quay này nè anh trai. Đúng rồi, đẹp quá, có du thuyền nữa cả nhà ơi. Ồ, thiệt là lộng lẫy quá đi. Người ta là gọi là lộng lẫy xe hoa đó mà. Chàng ơi, em đứng chỗ này y như em đang quay clip vậy ha. Rồi lần sau kia con kia qua quay. Kiếp này là đây, kiếp sau còn đâu. Kiếp này còn đây, sao không tu A Di Đà Phật mà hẹn kiếm sao. Bữa nay không có nhảy bén cái này không được, hình như bị thiếu con năm có 6, 7, 8 gì đó. Cho nên không có chiếc cầu vô nữa vậy. Ừ, vui quá ha cả nhà ha. Em đứng phía sau đây nè quý vị thấy không? Quay chân thấp. Ok, từ từ đây, ở sau lưng em là một cái cảnh ở casino, nó chọn cái địa thế đẹp quá ha.
Giờ này mà có nhạc vũ trường nghe ảnh ảnh vậy đó. Đúng rồi, Trường Vũ ảnh ca những cái bài hay lắm à. Sao hôm nay trời nắng chiều hai anh em mình sao đẹp dữ vậy? Trước khi đi em đẹp ké anh trai chứ đâu có đẹp bạn trai. Vậy hả? Mà đẹp lộng lẫy vậy đó hả? Đẹp lung linh luôn, đẹp như hồng bia ấy. Anh trai nhờ clip anh trai quảng cáo bán em dùm luôn anh trai. Bán được tao cũng bán. Quý vị thấy phía sau lưng kìa, quý vị thấy không? Đây là những một trong những cảnh đẹp của casino thế giới. Kiếp này là đây, kiếp sau là đâu? Kiếp này còn đây, sao không tu mà hẹn kiếp sau? Phải làm lại nha nè. Kiếp này là đây, kiếp sau là đâu? Kiếp này còn đây, sao không tu mà hẹn kiếp sau? Hình như các em hát thấp hơn anh nhiều lắm anh trai. Anh hát hay hơn. Trời ơi, thiệt là một buổi chiều trời mát mẻ, thích lắm quý vị ơi. Ở Boston thì ban ngày còn cũng không có nóng ha, nhưng mà buổi chiều thì trời rất là mát. Bởi vì hôm nay em mặc cái bộ đồ này và cái áo này với áo khoác này cực kỳ mát và cực kỳ là hợp lý, đúng không? Cái chỗ này đẹp mà thiếu điều em không muốn buông máy ra luôn á. Nhưng mà quý vị đừng rời mắt khỏi màn hình của em nha. Trời ơi. Gì vậy? Ready? 1, 2, 3. Wow, beautiful. Xuống đây em quay một số cảnh đẹp cho tất cả quý vị nha. Đi xuống đây mình quay cảnh đẹp chứ. Tại sao mình không xuống đây? Trời ơi. Trời ơi, tại sao mày phải chọn cái địa thế mà đẹp dữ vậy Long? Trời ơi, 600 mấy điểm nó có khác chứ. 600 mấy anh trai không? Lần này sao qua cho anh ở khách sạn gì đâu mà mắc dữ vậy? Mày phải hỏi bạn của em. Vậy đó hả? Em thương anh Long á, nói anh nuôi của Long qua là phải phục vụ hết mình á. Đó, cho nên á là quý vị thấy không? Show thì hát ít tiền hơn ở khách sạn. Quý vị nghĩ ở đây đi, ở đây là mà toàn là 600, 700, 800, 1000 mấy nhiều như là weekend. Weekend là 1500, 2000 một đêm. Mà bây giờ ở đây cho em ở 3 đêm thì quý vị biết nghĩ là bao nhiêu rồi. Thiệt là đó không? Đẹp không? Người ta tàu của khách sạn chở cho mình đi vòng vòng chơi đó. Đúng không? Đứng mình quay lên cái view này đẹp quá trời luôn. Hát một bài đi Long. Dạ tối hát đi anh. Vậy hả? Tối nay làm MC rồi. Tối nay anh trai hát anh nghe thôi. Coi chiếc du thuyền ha. Đã quá ha. Mình đi ra thế giới thì mình mới mở rộng tầm mắt được chứ. Có đi thì người ta nói là đi một ngày đàn học một sàng khôn, có đi thì mới hiểu và mở rộng tầm mắt. Gọi là đây là mở rộng tầm mắt, nhớ không? Mẹ Việt Nam mắt người sáng quách. Đó coi kìa, đi bác sĩ nào mà đồng điều quá vậy? Thẩm mỹ viện nào? Đẹp điều chứ. Đẹp điều luôn á. Có chiếc du thuyền nó xuống dưới cái... Đó, enjoy của các anh chị của Mỹ rất là dễ thương, thấy không? Còn chiếc này chỉ là chiếc nhỏ nhỏ thôi, đơn sơ gọn gàng nhỏ nhẹ thôi. Chiếc gì không mà nó 500-600 ngàn rồi đó anh trai. Ừ thôi để anh trúng số cưng nha. Dạ.
ở đời, ở trên cuộc đời mình được quyền mơ ước nha quý vị nha. Mình mơ ước cái điều gì thì mình được quyền mơ ước. Người ta nói được quyền mơ ước mà không hại ai. Mơ ít chính đáng thì cứ việc mơ ước nha cưng nha. Mơ ước một cái điều gì mà không hại ai, không làm người ta khổ thì cưng cứ có việc mơ ước. Được quyền, không ai cấm hết. Các bạn phải nghe lời của anh Long, các anh chị phải nghe lời của anh Long. Một người đã nổi tiếng mấy chục năm rồi, hôm nay có những lời nói phải nói là đi sâu vào lòng người và chúng ta phải nên học hỏi theo nhé. Thiệt là chọn cái wheel chỗ này, mở cái khách sạn chỗ này là đúng là không còn gì bằng. Lành tráng lệ quá. Và em có được một clip của YouTube cho quý vị xem nha, để quý vị biết được những cái nơi quang cảnh đẹp của Boston mà quý vị đi tới nha. Ok. Trời ơi, nội sợ cái gì dây xích mà ngồi lên trên đây là cũng không bao giờ đứt nè, thấy không? Dây xích quá trời, cái cọng dây xích nặng em ơi. Nặng thiệt á. Cầu Mỹ mà. Tại đây thiệt là tươi. Tươi xanh con chi chi ba luôn. Đứng ở chỗ này mà cũng muốn chảy nước mũi á, nó lạnh á, nhưng mà không phải, không sao. Ngày mai chắc mình cũng mai ban ngày là mình phải đi hát rồi. Sáng ngủ dậy 12 giờ là phải đi rồi. 10 giờ xuống đang quay clip được rồi. 10 giờ xuống. Hả? Sớm để tối nay không uống rượu, uống bia, không có nhậu, để sáng mời để gương mặt tươi tỉnh xuống đây quay clip. Đúng rồi, anh cũng không có cho em uống bia tối nay nha. Em mà tối nay em không có xỉn, ngày mai cái mặt em như con mèo đó, chết liền á. Thôi tạm biệt cả nhà kính yêu của em nha. Có được một cái clip quang cảnh đẹp để cho quý vị xem nha. Đây là một cái sự đẹp đẽ của trên thế giới mà chúng ta cần phải ngắm. Khi mà chúng ta ngắm rồi mà nếu mà ai có dịp mà đi đến đây để được chiêm ngưỡng thì rất là tuyệt vời ha. Còn nếu mà không có dịp đi đến đây thì xem trong clip này cho nó vui nghe quý vị nha, các bạn nha, cả nhà nha.